lại đây lắng nghe tình yêu này, cứ để bao âu lo thở dài, em sẽ thấy nụ cười trong mắt tôi. Lại đây khi có tiếng anh thấy mệt nhoài, cho nhau bao nụ cười, quên đi bao chuyện buồn. Bên nhau hát khúc ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau đi. Chung lời hát với tôi, từng ngày qua là đứa mắt ngơ. Nụ cười hay rạng rỡ dưới nắng mai, một đời bao đẹp tươi. Hãy yêu người, hãy yêu người, hãy yêu người. Lời em chưa mai hôn trên môi em, bông hoa tươi đang nở ngoài thềm. Em ở đây dịu dàng nên ngất ngây. Lời anh cho tôi yêu anh thêm từng ngày. Yêu bên đi bao nhiêu ngày dài, yêu bên những muộn phiền đang đến đây. Chỉ như những khúc ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau yêu nhau đi. Em cũng tin câu dễ dời, yêu em không nói nên lời. Dạ, Tân Hàng xin kính chào quý vị khán giả kính mến. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, trong cuộc thi lúc nào cũng vậy, cũng có kẻ thắng người thua. Sau đây, tôi sẽ xin đọc danh sách 10 thí sinh lọt vào vòng trong. Thí sinh thứ nhất được lọt vào vòng trong đó là Quỳnh Thu Trang. Tên em cũng nhớ nè. Dạ em mừng quá em quên rồi. Thí sinh thứ hai được lọt tiếp đó là Nguyễn Thị Tu. Và thí sinh thứ ba là Lâm Thị Anh. Và thí sinh thứ tư là Nguyễn Thị Khéo. Và thí sinh thứ năm đó là Trần Hợp Hà. Thí sinh thứ sáu là Vũ Thị Sương. Thứ bảy là Đỗ Ngọc Linh. Và ba thí sinh cuối cùng đạt được điểm cao, tôi xin đọc tên. Nếu ai có ở lại mà không được đọc tên, xin đừng buồn. Hẹn năm sau chúng tôi sẽ mở một cuộc thi tiếp tục nữa. Thí sinh, ba thí sinh được lọt vòng cao nhất đó là Nguyễn Thị Na. Lê Thúy Ngọc Trân. Và thí sinh cuối cùng là Phan Thị Bông. Bạn cười gì vậy? Ôi, chứ anh cười gì vậy? Anh vui anh cười. Người ta đến hết rồi mà. Em xin lỗi em thắng thì. Ngọc Trân lúc nào cũng lố. Chúc mừng các em. Dạ. Các em đã lọt vào vòng chung kết. Dạ. Đó là sự nỗ lực công tâm của ban tổ chức. Dạ. Ờ, nhưng mà anh ơi, vậy còn sự nỗ lực của tụi em? Sự nỗ lực của tụi em ban tổ chức không bao giờ quên. Nhờ tụi em có nỗ lực mà tụi em mới lọt vào vòng này nè. Ủa em tưởng lúc này người chú
vui vậy mới được chứ. Anh xin thông báo với các em, kể từ vòng thi này chúng ta có một sự thay đổi lớn. Ồ, thay đổi? Không được đâu, em không muốn thay đổi đâu. Em đẹp tự nhiên rồi, em không có cần thay đổi chỉnh sửa bất cứ một cái gì đó, em không muốn. Dạ. Nhưng mà anh ơi, em nghĩ rằng một cái con người hoàn hảo như em á, cần chi mà thay đổi. À không, em là hoàn hảo nhất rồi, các bạn có thay đổi thì cứ thay đổi nha. Ồ, trời. Em đẹp tự nhiên rồi, em không có sửa đâu. Sự thay đổi bắt đầu từ vòng này, đó là kể từ giờ phút này các em sẽ ở trong một ngôi nhà chung. Hả? Nhà chung? Con à? Dạ. Con đi mạnh giỏi nghe không? Dạ. Rồi có cái gì đó điện thoại cho ông nội. Dạ con biết rồi nội. Ơi, xác bơ mà ông nội làm gì lo dữ dữ biết. Tao quên mày. Cái nè. Dạ. Còn cái gì không anh Kiên ra xe luôn cho. Hết rồi anh, còn cái túi xách này em xách được rồi, khỏi phiền anh. Ừ, nãy giờ anh Kiên tán cái vali rồi, không có phiền đâu. Gì vậy? Bà bệnh hả? Bệnh cái gì? Sao thấy bà ho đó? Tôi đang khóc chứ bệnh cái gì. À, anh á. Dạ. Con vô trong đó đó, con nhớ giữ gìn sức khỏe, rồi con thèm cái gì á, nói má, má nấu mà đem vô. Thôi mà má không có cần làm gì đâu, mất công má lắm. Đó, ông nghe chưa, mày nghe chưa, có đứa con gái vậy hỏi sao mà ông thương. Nó sợ tôi cực cho nên nó không có chịu đưa tôi nấu rồi đem vô cho nó. Không phải đâu má, con thèm gì má đưa tiền con đi mua ăn được rồi má. Sát bên. Với lại ăn đồ của má nấu hoài ngán lắm. Con bà có hiếu với bà ghê ha. À, gì đó mấy người làm gì đó. Mày đi ra ngoài đi, nhưng đứng đây làm gì để mẹ chửi bây giờ. Làm nó mất mặt của mày. Mất không? Cái gì mà mất. Con mà đi vô trong kia nó học hát, nó học người mẫu, làm như nó đi tù á, mà vừa đi mà vừa khóc là thấy ghê quá. Ba, ông nội ông nói chuyện xui vậy trời. Khóc lóc tùm lum. Không, thực ra thì con cũng không muốn có má cực đâu, con cũng thương má lắm. Đó, nghe chưa? Thôi bây giờ nè, mọi người đưa con Anna đi nha. Con không đi được không má? Không. Thôi tôi đi. Thì đứng lên. Đi. Đứng lên. Đứng lên. Lên. Giải nó ra xe. Dạ. Đi con. Dạ. Đi con. Trời đất ơi. Trời ơi. Lưng nặng sắc cái vali này của bà cũng nặng quá vậy nặng. Dương. Đây. Bà ra. Cái gì đó vậy? Bà đem hai cái bịch gì nữa đây vậy? Đồ cần thiết không à, đồ cần thiết không à. Cái này là quần áo nè, con thầy đồ ăn trái cây nè. Cái gì? Đồ ăn hả? Bà đem theo ăn, đồ ăn gì? Thì đó, mấy cái trái cây, bánh trái, nước ngọt, đồ đó, tôi gom nguyên cái tủ lạnh nhà tôi đem đi đó. Thì nước nghe nè. Ê, giáo tôi quá à. Nói đi, tôi cũng gom nguyên đại chuối bàn thờ làm địa cho tôi. Ê, hai mình giống nhau, có tâm hồn ăn uống. Ê, giờ sao ta? Cái gì nữa ta? Ủa rồi à? Sao? Nhà bà không ai đưa bà đi hả? Trời đất ơi, mẹ tôi đi nước ngoài bà biết mà, sao vậy? Đó, đâu có ai đâu. Nặng vậy hả? Ủa
nội ơi, ông nội giữ gìn sức khỏe nha ông nội. Con đang giữ gìn sức khỏe nữa không? Dạ. Anh à, mà mà ơi, đừng buồn nữa mà. Ông nội. Con để cho con mình nó đi thanh thản đi bà. Mà nó đưa tiễn con nó kêu nè. Mà mày ôm ai, mày ôm chồng mày không hả? Đi 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 vô đi để mọi người lo nữa, mày đi vô đi. Ôi qua đây để má ngồi qua mày. Thôi, vợ chồng mày làm lố quá à. Ông ơi, ba thấy ông đau khổ không? Có một đứa con gái ruột rồi mà bây giờ nó bỏ cha. Mà mày nói mà nãy giờ mày có ôm được con mày đâu. Mày ôm chồng mày không à? Ủa chưa mà. Đi lên ra con. Giỏi nha con. Ba chân. 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 Đó vậy? Đó vậy. Em mà đi mà không tiện. À, đi 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 chân. Ba nè. Khuôn nhà dạy chợ. Gì nhờ? Đi đi nè. Thôi nó vô rồi đi. Ah.